Em Nguyễn Lâm xin mến chào quý cô chú anh chị đang cần tìm mua những vị trí bất động sản đẹp tại thành phố biển Nha Trang. Trong video lần này thì em sẽ tiếp tục review cho anh chị cô chú mình một bất động sản cực kỳ hiếm nha. Nằm trên một con đường như thế này là rộng 9m3 và sâu quy hoạch là rộng 13m anh chị ạ. Con đường mà em đang đứng đây là nằm trên một con đường Trần Khánh Dư nha. Con đường này chúng ta sẽ kết nối đường Lạc Long Quân và con đường phía sau lưng em đây là đường Cao Bá Quát anh chị nha. Và từ vị trí này mình đi tắm biển một ngày mất chỉ có khoảng là 5 phút đồng hồ thôi anh chị ạ. Và bất động sản ngày hôm nay em review là với tổng diện tích đất là thể hiện trên cuốn sổ hồng như thế này là 125,7m2. Và bờ ngang nó cực kỳ hiếm nha anh chị nha. Bờ ngang được 8m3. Mặt tiền như thế này nè, mặt tiền quay như thế này nè, là hướng Tây Bắc anh chị nha. Đó, và hiện tại là gia chủ đang cần tiền, anh đổi lên một bất động sản đắt địa hơn, nên là anh quyết định là bán cái bất động sản này nha. Đó, và công năng bên trong căn nhà này có thiết kế là 4 tầng và có 8 phòng ngủ luôn anh chị ạ. Đó, và phường này là nằm tại phường Phước Tân của thành phố Nha Trang nha. Căn nhà nó phía sau lưng em đây. Đó, căn nhà này thiết kế 4 tầng, 8 phòng ngủ. Và hiện tại anh chủ nhà đang muốn giao duyên, giá cực kỳ tốt luôn à, giá luôn. Em xin công bố cái giá luôn để cô chú anh chị mình xem video của em tránh làm mất thời gian nha. 14.500 là số tiền để cô chú anh chị bỏ ra để sở hữu một bất động sản vị trí đẹp để kinh doanh, mở quán cà phê hay là mình cho thuê văn phòng. Nếu mà chúng ta có thể là kinh doanh được á, thì khoảng là 30-40 triệu đồng trong một tháng. Còn nếu mà anh chị cho thuê thì hơn 50 triệu đồng trong một tháng anh chị nha. Đó, nằm trên đường nhựa nè, ô tô rộng rãi thoáng mát luôn anh chị ạ. Đó, và từ vị trí này mình ra tới lại siêu thị Cốc Mát Nha Trang chỉ mất khoảng là 300 mét thôi anh chị ạ. Rồi bây giờ em sẽ cầm máy review chi tiết cái bất động sản này sẽ như thế nào nha. Và cô chú anh chị nhớ đừng quên là cho em Lâm xin nút like để em có tinh thần review nha. Dạ rồi, hiện tại vừa mới giới thiệu cho anh chị cô chú mình xong thì con đường này có tên là đường Trần Khánh Dư anh chị nha. Với con đường này hiện trạng là đường nhựa, rộng 9m3 và sâu quy hoạch là rộng 13m anh chị nha. 13m là khu này thì dân cư ở san sát nhau hết rồi anh chị ạ. Đó, thì vị trí này mình đi tắm biển mỗi ngày thì mất khoảng là 5 phút đồng hồ anh chị nha. Một bất động sản vị trí siêu đẹp luôn. Đó, bờ ngang nó được là hơn 8m anh chị nha, quá đẹp luôn. Đó, mà nếu cô chú anh chị nào đang còn tìm cho mình một vị trí bất động sản mà thích ngang rộng thì đây là một bất động sản khá là hợp lý. Và em xin công bố cái giá luôn nha. Căn nhà này hiện tại gia chủ đang mong muốn bán với mức giá là 14.500.000.000 nha anh chị nha. Và từ vị trí này mình ra tới lại đường kia là đường Cao Bá Quát. Cô chú anh chị nên xem hết video của em nha. Vì tí nữa em sẽ dẫn chân anh chị cô chú mình đi từ vị trí ngôi nhà này, mình ra lại tới xung quanh đường xá ở đây và cũng như là ra tới biển anh chị nha. Đó, một ngôi nhà cực kỳ đẹp đúng không ạ? Và em xin nhắc lại là căn nhà này có tận tới 8 phòng ngủ anh chị nha. 8 phòng ngủ. Bờ ngang của nó được là 8m3. Mặt tiền thì nó quay về hướng Tây Bắc nha. Và nó có số địa chỉ đàng hoàng là 21A đường Trần Khánh Dư. Đó. Video này thì em sẽ review như thế này. Thì nếu mà cô chú anh chị mà xem xong cảm thấy nó hợp lý với túi tiền của mình để mình mua ở, và cái thứ hai là mình kết hợp mình kinh doanh buôn bán cà phê ở đây thì cũng khá là hợp lý anh chị nha. Đó, và chủ nhà có tặng cho anh chị cô chú mình một cái giấy phép xây dựng để làm căn hộ luôn. Đó, 5 tầng nổi và có một tầng hầm anh chị nha. Đó, và căn nhà này với tổng diện tích là em xin nhắc lại nha, 125,2m2 anh chị nha. Đó, và chiều dài của nó được là 15,4m, bờ ngang là 8m3 anh chị nha. Phường này nằm tại phường Phước Tân của thành phố Nha Trang. Đường này thì mình đi thẳng theo con đường này nè, mình ra lại tới con đường Lạc Long Quân anh chị nha. Đó, rồi bây giờ em sẽ dẫn cô chú anh chị mình đi vào bên trong xem cái hiện trạng ngôi nhà này nha. Bề ngang là 8m3 là một căn nhà quá lý tưởng đúng không ạ? Ngang 8m3 rất rộng luôn. Ở đây là xung quanh đây là dân cư nè, họ kinh doanh cũng khá là đông anh chị nha. Đó, rất tuyệt vời đúng không ạ? Ở bên kia là cái Ủy ban Nhân dân phường Phước Tân này. Đó, thì em xin nói lại nha, căn nhà này hiện tại chủ đang muốn giao duyên là 14.500.000.000 nha. Đó, và sân nhà chúng ta có thể là đậu đổ được một chiếc ô tô luôn nè. Đó, mình nói mà chúng ta đậu được hai ô tô thì một chiếc ô tô lớn hoặc là một chiếc ô tô nhỏ nha. Nhà này hiện tại thì chủ nhà đang có việc nên là đỡ không có kinh doanh. Đó, khu vực này chúng ta sẽ có một khoảng hồ cá này, trong đây là đang là để trống. Đó, nhà để trống nha anh chị nha. Mình có thể mình đập hết những cái vách tường này đi để mình làm một cái quán cà phê kinh doanh anh chị nha. Em tin chắc là đây là một sản phẩm khá là đẹp, tại vì diện tích nó cũng khá là tốt nha, hơn 100m2 mà bề ngang 8m3 đúng không ạ? Đã mình đập hết những cái giá này đi để mình làm một cái khoảng mặt bằng trống như thế này, mình cho thuê được 20-25 triệu một tháng anh chị nha. Đó, rồi em sẽ dẫn chân của chú anh chị mình đi xem từng ngóc ngách của vị trí ngôi nhà này nha.
Ở phía dưới tầng trệt này chúng ta sẽ có một phòng ngủ này. Đó, một phòng ngủ bên trong đây. Đó, nói chung thì nhà cũng khá là cũ ha anh chị nha. Bên trong có nhà vệ sinh bên trong nha. Đó, anh chị mình xem hết video của em mà cảm thấy nó phù hợp á thì có thể là mình nhấc máy lên, mình gọi điện thoại qua cho em để mình đi xem một ngôi nhà như thế này trực tiếp nha. Còn video này thì em quay toàn bộ một cách thông tin chi tiết cụ thể anh chị nha, không che giấu một điều gì cả. Ở đây là phía dưới gầm cầu thang này, chúng ta cũng sẽ có một cái nhà vệ sinh chung ở bên ngoài. Đó, bên trong đây là cái phòng kho anh chị nha. Đó, thì ở dưới này thì mình làm cái mặt bằng trống, mình kinh doanh cũng được. Mình đập hết mấy cái này nha anh chị nha, đập hết luôn, làm mặt bằng trống cho em nha. Tại vì khu này, nhà này thì bất động sản này đất nó quá đẹp rồi, bờ ngang 8m3 rất là hợp lý đúng không ạ? Mặt tiền thì quay về hướng tây bắc. Rồi bây giờ em sẽ dẫn chân cô chú anh chị mình đi lên tiếp theo, lên trên tầng 2 nha. Anh chị cô chú nào vẫn còn ở lại xem video này thì hãy giúp em Lâm bên góc trái màn hình nha, có một nút like, hãy bấm cho em Lâm một nút like đi ạ. Rồi lên trên tầng 2 này thì cầu thang em vừa đi lên đây là có một khoảng lưu không nè để lấy không khí, ánh sáng, ô nhiễm trời. Đó, bên tay trái của em đây là sẽ là một phòng ngủ master anh chị nha, cực kỳ rộng luôn. Đó, hồi trước thì chủ nhà có ốp những cái miếng sàn gỗ nè, bây giờ em thấy nước hình như nó chảy vô trong nên là nó bị bung anh chị nha. Nhà thì có một vài vết ố này cũng khá là cũ rồi. Đó, quan trọng ở đây thì mình cảm thấy mình mua về mình kinh doanh được thì mình mua, không thì anh chị cải tạo lại những căn này mình cho thuê cũng được 25 cho tới 30 triệu đồng trong một tháng anh chị nha. Đó, rất đẹp đúng không ạ? Đó, phòng này là phòng ngủ lớn anh chị nha, phòng ngủ lớn này. Ở đây thì em thấy thì nó đang bị thiếu cái trường mầm non. Đó, trường mầm non anh chị nha, mình làm trường mầm non ở đây cũng khá là hợp lý. Đó, bên đây là cái nhà vệ sinh trong phòng ngủ master này, họ làm cũng khá là bài bản anh chị ạ. Đây có bồn tắm nằm nè, bồn cầu nè. Đó, cửa đây thì cửa gỗ, nhưng mà gỗ này thì gỗ chất liệu cũng bình thường thôi anh chị ơi. Không gian bên ngoài đây là một cái phòng sinh hoạt chung nha, mình làm phòng sinh hoạt chung hay làm phòng làm việc cũng được, tùy theo anh chị thôi. Còn nếu mà cô chú anh chị mình thích á, mình tập mình đập hết cái tầng 2 này luôn cũng trống luôn để mình kinh doanh nha. Trong đây cũng là một phòng ngủ lớn đó nè, trong đây thì cũng có sẽ có nhà vệ sinh ở bên trong. Đó, nhà này thì chất lượng nó hơi bị tốt một chút nên là em cũng xin phép là quay nhanh thôi, tại vì bất động sản này chủ yếu là anh chị mình xem hiện trạng một chút, rồi cái thông tin này, rồi giá bán đúng không ạ? Thì em cũng đã nói đầu tiên rồi, giá hiện tại căn bất động sản này họ đang bán cái giá là 14 tỷ 500 triệu nha. Đó, trong trên tầng 3 này thì chúng ta sẽ có một phòng ngủ này, hai phòng ngủ này, đó, ba phòng ngủ này, bốn phòng ngủ này. Nói chung thì phòng ốc ở đây nó cũng tối rồi nên là em xin phép là không mở được đèn luôn thôi, thì em xin phép là em quay bên ngoài chi tiết bình thường thôi nha. Đó, cửa thì cũng hư hết luôn rồi anh chị ạ. Đây là lavabo này, bồn tắm này, nhà vệ sinh này, nhà 14 tỷ rưỡi anh chị ạ, để không cũng phí quá. Rồi em sẽ dẫn chân cô chú anh chị mình lên tiếp theo, tầng này là tầng thứ tư nha. Rồi tầng đây tầng 4 nè, nhà cũ hết rồi, chung thì cũng chưa có đủ hào hứng để quay căn này lắm, nhưng mà thôi không sao. Cái tầng này là tầng cầu thang nha, cầu thang nè, em sẽ di chuyển ra phía sau nhà trước. Đây, trên đây chúng ta sẽ có một phòng ngủ tiếp theo nữa nè, phòng master. Tính ra nhà này có 8 phòng ngủ luôn, quá rộng luôn anh chị ơi, dành cho một đại gia đình luôn. Ở không gian phía sau là chúng ta sẽ thấy được một không gian phía sau là rất là thoáng anh chị nha, tại vì phía sau kia là view thành phố Nha Trang nè. Đó, khu vực này mà đang hiện tại là làm khu vực sân phơi này, đỡ không luôn. Nói chung nhà này thì mình mua về mình sửa cũng khá nhiều anh chị ạ, tại vì nó làm phân phòng đồ nó cũng hơi trống một chút. Trong đây là cái ô nhiễm trời này. Đó, nói chung thì quay hiện trạng thôi, thì tí nữa cô chú anh chị xem hết video nha để quay cho anh chị xem cái sổ luôn. Đây đẹp đúng không ạ? Đó, nhà cũ hết rồi, này thì mình mua đất tặng nhà thôi anh chị ơi. Đó, thì đây là toàn cảnh ban công của tầng trên cùng của ngôi nhà này. Nhà này thì em xin nhắc lại nha, nhà 4 tầng có 8 phòng ngủ nha anh chị nha. Phòng ngủ nào thì nó cũng sẽ có master anh chị nha. Đó, thì căn nhà này hiện tại có tổng diện tích em xin nhắc lại nha, 125,20m², bờ ngang là được 8m3 anh chị nha. Đó, rất là đẹp. Thì hiện tại thì căn nhà này em nói luôn nè, căn nhà này hiện tại trong sổ của nó là tổng diện tích thửa đất là 142m². Đó, và diện tích được cấp giấy chứng nhận là 125,20m² nha, diện tích không được cấp giấy chứng nhận là 16,8m².
Đó, đây là hình thù bất động sản của chúng ta, đúng không ạ? Hoàn công chuẩn chỉnh nha, nhà 4 tầng đàng hoàng. Nếu mà cô chú anh chị thật sự yêu thích cái ngôi nhà này á thì liên hệ qua số điện thoại của em sẽ gửi lại cái sổ cho mọi người xem chi tiết nha. Đó, một ngôi nhà cực kỳ đẹp đúng không ạ? Hả? Không đẹp thì không đẹp. Sorry nha chị, bị quen anh chị ơi, bị quen. Nhà cũ thôi. Đó, họ bán đất tặng nhà thôi. Mọi người thấy sao nếu chúng ta sở hữu một bất động sản như thế này với cái giá mọi người 14 tỷ 500 triệu nha. Đó, 14 tỷ 500 triệu nha. Đó, đây là view nè, view đẹp đúng không ạ? Đó, vị trí này mình đi siêu thị Cấm Mát Nha Trang thì mất khoảng là 300 mét thôi. Đó. Rồi, bây giờ em sẽ dẫn chân cô chú anh chị mình đi từ vị trí của nhà này mình xem tất cả xung quanh ở đây sẽ như thế nào nha. Vẫn như thường lệ anh chị à, em sẽ review xong ngôi nhà này rồi, rồi em sẽ dẫn chân anh chị mình ra tới lại bờ biển Trần Phú Nha Trang anh chị nha, để mọi người nắm bắt đầy đủ thông tin. Thì cái bất động sản này nó có em theo em cảm nhận được là nó phù hợp với anh chị cô chú nào mua một bất động sản này để kinh doanh, và hai là mình có tài chính mạnh để mình mua một cái lô đất mình đặt đất đi để mình xây biệt thự biển anh chị nha, biệt thự biển Nha Trang anh chị nha. Đó, đường hiện tại là lúc 5 giờ chiều tại con đường Cao Bá Quát này cũng khá là đông đúng không anh chị ha, rất đông luôn đó. Thì em đang đi một chút rồi xung quanh nè, đường này thì hơi đông một chút nên sẽ quay đường hơn một chậm một chút anh chị nha, đang đi ngược chiều luôn á anh chị ạ. Đó, đường rất đông luôn anh chị ơi. Ở nhà chúng ta thì nó nằm tại lõi ở trung tâm thành phố Nha Trang rồi. Đó thì em biết là cái giá mọi người 14 tỷ rưỡi thì nó cũng là một tài chính không hề thấp anh chị nha. Đó thì cô chú anh chị mà xem hết video này mà cảm nhận được cái bất động sản này nó phù hợp với mình á thì mình có thể là liên hệ qua số điện thoại của em Lâm. Còn nếu không thì anh chị có thể là xem tham khảo giá thị trường cũng được nha, tham khảo giá thị trường đó. Hoặc là cô chú anh chị mình biết ai đó, bạn bè người thân của mình đang cần tìm một vị trí bất động sản như thế này thì có thể là chia sẻ video này dành cho bạn bè người thân nha. Đó, thật sự mà nói thì cái bất động sản nào nó cũng có điểm mạnh và điểm trừ của nó thôi anh chị ạ. Đó thì cái này thì hiện tại là nhà nó hơi cũ thôi anh chị nha. Đó, em thấy nó cũng khá là ok. Còn cái chỗ này á thì mình phù hợp để mình mở kinh doanh quán cà phê, cà phê phải có thương hiệu nha chị nha, cũng như là cà phê quán game nào nè. Để tại vì Nha Trang hiện tại là cái mô hình cà phê game á nó cũng khá là nổi tiếng anh chị ạ. Còn ở đây mình buôn bán kinh doanh quán ăn món đồ cũng hơi khó một chút, tại vì buổi tối á, con đường Trần Khánh Dư nó hơi vắng anh chị nha, nó hơi vắng, nó phù hợp để anh chị mở quán cà phê game thì tốt hơn, hoặc là mình mở mô hình kinh doanh văn phòng anh chị nha. Đó, thời điểm mà em đang quay là lúc 5 giờ chiều tại con đường Ngô Gia Tự nè, thành phố Nha Trang anh chị nha. Nếu mà cô chú anh chị cảm thấy video game review hay, đừng quên là để lại cho em Lâm xin một nút like, và ai yêu thương kênh thì cho em xin một nút đăng ký kênh nha. Để biết đâu đó em review những bất động sản có thể là từ 3 tỷ, 5 tỷ đó, phù hợp với túi tiền của anh chị cô chú mình đang ở xa, có thể là xem video của em đầy đủ thông tin nha. Nếu mà cô chú anh chị xem video của em cảm thấy hay hoặc là còn thiếu sai sót gì đó thì có thể là để lại một phần bình luận phía dưới, coi như là góp ý cho em để em làm video càng ngày càng hay hơn nha. 5 giờ chiều tại Nha Trang nè, thời tiết thì Nha Trang cũng vừa mới mưa xong đó, 3 phút rưỡi đúng không ạ, thì tính ra là ra tới biển khoảng tầm 5 phút rưỡi anh chị nha. Đường hiện tại là đường Ngô Gia Tự nó hơi đông nên là em đi sẽ bị kẹt xe một chút đó. Đây là đường Ngô Gia Tự nè, con đường này là một trong những cái trục đường huyết mạnh nhất tại thành phố Nha Trang anh chị nha, tại vì nó nối từ Trần Nhật Duật và nó nối lên vòng xoay ngã 7 anh chị nha. Đó, quá hợp lý luôn anh chị ạ. Đường xá ở đây cũng khá là đông, nói chung căn này thì anh chị mua mình khai thác mình kinh doanh cho thuê cũng hợp lý anh chị nha. 14 tỷ rưỡi là một số tiền để cô chú anh chị mình bỏ ra để sở hữu căn này. Và lý do vì sao thì chủ này đang bán thì không phải là họ cần tiền anh chị nha. Mục đích là họ muốn chuyển đổi bất động sản này qua một bất động sản khác, nó gọi là nó lớn hơn anh chị nha. Vì chủ đang mong muốn đổi qua một cái khách sạn mặt biển Trần Phú Nha Trang anh chị nha. Đó, chứ không phải là họ cần tiền anh chị nha. Đó, đây là trục đường quay từ buổi tối đúng không ạ. Video chắc có lẽ là em sẽ quay tới ra vòng xoay ngã 7 thôi, vì có nhiều cô chú anh chị đang tìm hiểu bất động sản Nha Trang thì sẽ nắm được rõ đầy đủ thông tin.
Còn sang ngã 7 này chúng ta sẽ quẹo phải nha, ra con đường Lê Thánh Tôn. Con đường này là đường Lê Thánh Tôn anh chị nhé. Đường này đó thì mình sẽ đi theo một con đường thẳng này, mình ra tới lại tháp Trầm Hương cũng như là quảng trường 2 tháng 4 anh chị nha. Đó thì video này cũng xin phép là review đến đây kết thúc rồi. Quan trọng là cái video này nó phù hợp với cô chú anh chị hay không nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại anh chị cô chú mình ở trong các phần video tiếp theo nha. Và chúc cho anh chị cô chú mình xem được những mua được những bất động sản ưng ý nhất tại thành phố biển Nha Trang nha. Và cầu mong anh chị luôn là sức khỏe dồi dào và công việc luôn luôn thuận lợi nha. Xin chào và hẹn gặp lại ạ. Và nhớ đừng quên là cho em Lâm xin một nút like và đăng ký kênh nha. Xin chào và hẹn gặp lại.